Mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Minh Đường, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Nin Mệnh, Sơn Hạ Hỏa, ngày Đinh Dậu tức Can Khắc Chi, nghĩa là hỏa khắc kim, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Sơn Hạ Hỏa, Kỷ Tuổi, Tân Mão, Quý Mão, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là Tuổi, Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ, thành kim cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi và Quý Dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Yếu Yin hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lợp nhà, sao Đại Hao tự khí quan phú xấu mọi việc, sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ 5 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, gặp cục diện Dậu Tý tương phá, người tuổi Tý nên cẩn trọng vì hôm nay bạn có điềm báo dễ gặp họa bất ngờ. Trong công việc, bạn nhớ cẩn thận, nếu không sẽ có kẻ ném đá giấu tay, dễ gây ra hiểu nhầm, xích mích nội bộ. May mắn có thiên ấn xuất hiện, những chú chuột dù gặp khó khăn nhưng hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mà không cần nhờ cậy đến ai, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ theo hướng khác, đừng đi theo lối mòn mãi nữa. Ngũ hành tương sinh báo tin vui về đường tình duyên của con giáp này. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp, các cặp đôi dần tính tới chuyện thành người thân một nhà khi tình cảm ngày càng dạt dào và cả hai luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, cẩn trọng khi làm việc, dễ có tai họa bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, có thể bị tiểu nhân ném đá giấu tay, gây xích mích nội bộ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, có thể tự mình giải quyết khó khăn mà không cần nhờ đến ai. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nên thay đổi cách suy nghĩ, không đi theo lối mòn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tình duyên thắm sắc, tình cảm ngày càng dạt dào. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 15, số 76, số 21. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dần, Hợi. Vâng,
Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, được tam hợp xuất hiện trong vận trình của người tuổi Sửu, giúp nâng đỡ rất nhiều cho đường tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Lại thêm thiên tài độ mệnh, việc hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình để không khiến tiền bạc thất thoát dễ dàng. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Bạn biết rằng tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng và là tài sản quý giá nhất mà không gì có thể đánh đổi. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Tài lộc rủng rỉnh, giải quyết được nỗi lo tài chính. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Vận khí lên cao, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu dồi dào. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Nên xem xét lại kế hoạch chi tiêu hàng ngày. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Gia đạo êm ấm, tình cảm gia đình hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 90, số 11, số 77. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày thứ 5 này, người tuổi Dần bị họa kiếp tài ngáng trở nên tình hình tài chính gặp nhiều trở ngại. Điềm báo tử vi cho thấy có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay vì thiếu kiến thức mà mù quáng đâm theo lợi nhuận. Lợi nhuận cao đi đôi với tính mạo hiểm cao, nếu bất chấp tất cả, khả năng bạn mất tất cả cũng là rất lớn. Bản mệnh cũng nên có một khoản tiết kiệm đề phòng những khi thất thế, xa cơ lỡ vận còn có để chi dùng. Kim khắc mộc, tình cảm của con giáp này và nửa kia khó mà được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Tài chính nhiều trở ngại, cẩn thận với chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Đánh mất tài lộc vì mù quáng đâm đầu theo lợi nhuận. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Cần có một khoản tiền dự phòng lúc cần thiết. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Tình cảm trục trặc, khó được yên bình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Nên đặt bản thân vào vị trí của đối phương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 05, số 12. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày mới gặp cục diện Mão Dậu tương xung, nhắc nhở người tuổi Mão cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ và cả rắc rối trong công việc. Thời điểm này, công việc có thể gặp nhiều trở ngại, ai cũng đang bận sứt đầu mẻ chán, nhưng nếu bạn còn giữ thái độ nhởn nhơ và dửng dưng thì rất có thể sẽ bị cấp trên phê bình thậm chí trách phạt. Bù lại, tỷ kiên cho thấy sự quyết đoán hôm nay của con giáp này sẽ đem đến khoản tiền lớn trong các kế hoạch đầu tư của mình. Những chú mèo có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhưng mạo hiểm có khi lại dẫn đến thành công. Trong ngày ngũ hành mộc, kim xung khắc, bản mệnh có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong đường tình cảm. Đôi lứa có nhiều hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi.
Dù yêu thương nhau nhưng cái tôi quá lớn khiến không ai là người chịu xuống nước và làm lành với nhau. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, cần tập trung giải quyết rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có thể bị cấp trên khiển trách vì thái độ dửng dưng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, thu về khoản tiền đầu tư không nhỏ nhờ sự quyết đoán. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, mạo hiểm có thể dẫn đến thành công lớn lao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm nhiều chuyện buồn vì cái tôi của hai bên quá lớn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 69, số 26, số 19. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Trong vận trình ngày mới, người tuổi Thìn được lục hợp che chở nên công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Lúc này bạn có thể bàn bạc những kế hoạch cho tương lai, nhất là những kế hoạch lâu dài. Chính tài ở bên, thu nhập chính của con giáp này khá ổn định và không cần phải quá lo lắng về việc kiếm tiền. Thay vào đó, hãy tập trung làm việc của mình cho thật tốt, bạn sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức của bản thân. Ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của người độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ được đối tượng vừa ý. Người có đôi thì sẽ có thể yên tâm rằng nửa kia vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh, cùng mình vượt qua những khó khăn phía trước. Hôm nay quả là một ngày may mắn với bạn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, thời điểm thích hợp để lên các kế hoạch cho tương lai lâu dài. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, thu nhập ổn định, tài chính không còn nỗi lo. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, cứ cố gắng hết mình rồi sẽ sớm nhận lại kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm có nhiều tin vui. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 18, số 99, số 72. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi hàng ngày phương Đông chỉ ra rằng người tuổi Tỵ được tam hợp cục nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Được quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này. Tuy nhiên, thương quan độ mệnh cũng nhắc nhở bản mệnh nên để ý hơn đến xung quanh mình thay vì chỉ tập trung làm việc như thế. Vầng hào quang mà bạn tỏa ra đang khiến những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở và sẽ tìm cách để đạp đổ công sức của bạn. Ngũ hành xung khắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên thiếu sự tương tác với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng có nói ra người ấy cũng không giúp được gì. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, công danh sự nghiệp có những bước tiến xa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt có lợi cho tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cẩn thận kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm nhạt nhòa vì thiếu sự tương tác. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 78, số 63, số 21. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, vàng. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dần.
Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ được thực thần che chở nên không cần lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay. Con giáp này nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì càng phát tài phát lộc, tiền bạc nhiều không đếm xuể. Tài thần ở hướng đông nam, nếu có ý định cầu tài, khai trương mở cửa hàng hay khởi nghiệp trong ngày hôm nay thì đừng bỏ qua hướng may mắn này để mọi việc được hanh thông và vượng phát hơn nhé. Hỏa khắc kim, các cặp đôi cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Đừng để những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy, người làm kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, nên chọn hướng khai trương may mắn là hướng đông nam. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ, tình cảm trục trặc, đề phòng kẻ thứ ba. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc, đừng để giận dỗi, hiểu lầm phá hoại hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 66, số 07. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Vận trình ngày mới được thiên tài ghé thăm, mang lại vượng vận tài lộc cho người tuổi Mùi. Thậm chí có người còn được nhận thưởng, có khoản tiền lớn bất ngờ. Thế nhưng đừng vội mừng vì đó là những khoản tiền không bền lâu, bạn cần có kế hoạch cụ thể để nguồn tài lộc sinh sôi hơn nữa. Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn, con giáp này không nên ngồi không hưởng thụ mà cần chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của để. Nhất định là không nên ba hoa nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt của bạn. Thổ sinh kim, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ tạo cơ hội cho người độc thân dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh đừng vội hoài nghi mà bỏ lỡ mất duyên đẹp, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Tài lộc vượng vận nhờ các khoản tiền thưởng bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Cần có kế hoạch cụ thể để nguồn tài lộc ngày càng sinh sôi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Chớ nên ngồi không hưởng thụ, nên chăm chỉ làm ăn để có của ăn của để. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Không nên ba hoa, khoe khoang kẻo có kẻ xấu tìm cách lừa gạt. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 50, số 06, số 78. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi cho thấy, chính quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thân, báo hiệu một ngày làm việc hiệu quả của bản mệnh. Bạn luôn cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mình mong muốn. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, những chú khi chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn nhờ vậy cũng rộng mở. Đến lúc đó thì còn lo gì thu nhập không được như mức mong đợi nữa. Kim khí vượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết nắng mưa bất chợt, nếu không nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ, bạn có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Có một ngày làm việc hiệu quả nhờ sự cống hiến hết mình.
Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nỗ lực để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, có thể được cấp trên đánh giá cao với biểu hiện xuất sắc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có cơ hội thăng tiến, thu nhập cải thiện. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, chú ý sức khỏe khi thời tiết thay đổi thất thường. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 96, số 84, số 12. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới gặp cục diện ngũ hành, Dậu Dậu tự hình, điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Bạn dễ sinh cảm giác buồn phiền vì không hài lòng với những việc mình làm cũng như việc xung quanh mình. Hãy chắc rằng bạn đang không đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự nhìn nhận ra vấn đề của mình cũng như xử lý mọi việc. Thiên quan giáng họa khiến con giáp này dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới kha khá rắc rối đó. Hôm nay bản mệnh có thể phải trải qua nhiều thử thách trong công việc, hãy vững tin vào chính bản thân mình và nỗ lực để có thể chứng minh năng lực của bản thân trong bất cứ tình huống nào. Yên tâm là bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp của mình. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, tâm trạng bất ổn, dễ sinh buồn phiền. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy tự nhìn ra vấn đề và tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, có thể bị tiểu nhân gây khó dễ khiến công việc trục trặc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, đối mặt với nhiều thách thức nhưng có thể vượt qua khi tin vào bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 90, số 86, số 05. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Tuất cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Bù lại, chính tài nâng đỡ con giáp này trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Người làm công ăn lương được hưởng những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tiền bạc khá dồi dào. Bản mệnh là người có tính toán và đầu óc kinh doanh nên tiết kiệm và đầu tư hợp lý với số tiền mình có. Ngũ hành thổ sinh kim báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng êm đềm. Cả bạn và người ấy dù đều bận rộn công việc riêng nhưng không quên dành thời gian quan tâm và vun vén tình cảm của mình. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, chuẩn bị tinh thần đối mặt với thị phi công sở. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, gặp rắc rối vì những lời đồn đoán, đặt điều về bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tài lộc khởi sắc, được hưởng công sức xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, biết cách đầu tư hợp lý nhờ đầu óc tính toán nhanh nhạy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm êm đềm khi cả hai đều cùng vun vén mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 15, số 77, số 69. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn
đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 8 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới nhờ có chính ấn xuất hiện, báo hiệu người tuổi Hợi nếu giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ thì hứa hẹn bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Bạn là người có tài, vì thế hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu tham vọng những vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ. Vì luôn nỗ lực không ngừng trong công việc nên nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Ngũ hành tương sinh mang đến cho người tuổi Hợi vận đào hoa khá vượng. Đôi lứa bên nhau tình cảm thắm thiết không rời, tình cảm có phần thăng cấp, chuyện vui sắp tới. Người độc thân nên mở rộng lòng mình, đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ cho tương lai tươi sáng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tìm cách phát huy điểm mạnh và đặt ra mục tiêu tham vọng phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thể được cất nhắc hoặc được cấp trên khích lệ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đào hoa vượng sắc, tình cảm thắm thiết. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận yêu thương. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 60, số 16, số 35. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, bạc. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.